đoạn nữa ở phía sau này. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ xung kích. Trân trọng kính mời anh Phạm Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Quan Triều khóa 4 lên tặng hoa cảm ơn đội văn nghệ.